Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một bài phân tích của một người giáo sư về chính trị của Đại học Hoa Kỳ Bài này viết này nói về cái dịch bệnh và cái sự lựa chọn sinh tử của ông Tập Cận Bình Kính thưa quý vị, trong khi mà cái vi khuẩn Vũ Hán này nó đang hoàn hẳn trên khắp thế giới thì Đảng Cộng sản Trung Cộng họ lại tiếp tục đưa ra những cái thông tin sai lệch về những cái trường hợp bị lây nhiễm và các vấn đề có liên quan ở trong nước của chính phủ trung cộng và thậm chí họ đã có những cái lời vu khống cho quân đội hoa kỳ đã đưa cái vi khuẩn này vào lục địa trung cộng tuy nhiên thì hiện nay đã có những cái tiếng nói ở bên ở bên Trung Hoa thì họ đã lên án ông Tập Cận Bình, ông ta có liên quan đến cái đại dịch bệnh này và nó cũng đã liên quan đến cái sự suy thoái kinh tế ở bên Trung Hoa lục địa điều này nó có nghĩa gì đối với ông Tập cận bình thưa quý vị và sau đây là một cái bài bình luận của ông Lý Thiên Tiếu ông ta là tiến sĩ chính trị của trường đại học Columbia của Hoa Kỳ và thưa quý vị trước hết thì ông nói như sau cái điều này có nghĩa là ông Tập cận bình hiện nay đang đứng trước một cái sự lựa chọn sinh tử giữa giữ lại và bỏ đi đảng cộng sản trung cộng trong cái điều kiện mà không còn nhiều cơ hội và thời gian để mà giải quyết vấn đề và các động thái gần đây nhất của ông Tập Cận Bình như là yêu cầu nối lại cái công việc và đi kiểm tra thành phố Vũ Hán đều xuất phát từ cái nhu cầu củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Cộng và xây dựng lại cái gọi là cái hình ảnh cá nhân để nhằm bảo vệ Đảng và cái uy quyền cá nhân của ông. Điều này nó cũng có liên quan đến một cái vấn đề cơ bản trí mạng. Nếu ông Tập Cận Bình tiếp tục bảo vệ Đảng để mà gia cố quyền lực cá nhân của ông ta thì có nghĩa rằng ông ta đang thừa hưởng tất cả những cái tội lỗi lớn nhỏ do Đảng Cộng sản Trung Cộng tức lũy trong cái thời gian nhiếp chính. Vì thưa quý vị, ông Tập hiện nay đang thực thi quyền lực tà ác của nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Khi mà Đảng Cộng sản Trung Cộng bị tan rã thì nhà lãnh đạo của Đảng đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về toàn bộ cái tội ác của nó gây ra. Trước cái thảm họa, hàng nghìn người đã bị thiệt mạng vì đại dịch thiệt hại kinh tế khắp thế giới lên đến hàng nghìn tỷ Mỹ kim, cái món nợ máu khổng lồ đối với hàng chục triệu người học viên pháp luân công do ông Giang Trật dân gây ra, gồm có sự việc mổ cướp nội tạng, thì tất cả những cái điều nói trên ông Tập cận Bình phải gánh chịu toàn bộ lý do chính đó là các biện pháp hoặc là các hành động của ông ta à, chọn lựa dựa trên cái tinh thần đảng phái là tà ác chứ không phải là xuất phát từ người dân hay là vì đất nước của ông. Vì vậy ông ta phải chịu trách nhiệm về cái sự việc nói trên. Cái số phận, cái số phận của người cố lãnh tụ cộng sản uh, uh, Cuzaşco tại Romania và của ông Saddam Hussein ở bên Iraq là những cái sự cảnh cáo hào hùng nhất. Và thưa quý vị những kẻ ngoan cố bảo vệ uh, đảng uh, một cái đảng tà ác thì sẽ bị kết án đây là cái điều không thể nào mà nghi ngờ cho được hiện nay thì cái đường sống không phải là không có tuy nhiên thì chúng ta xem rằng ông tập cận bình có đủ can đảm để mà đi hay là không thì theo người bình luận gia chính trị của trường đại học và colombia ông ta nói rằng để mà tránh bị tước quyền lực và đưa ra xét xử trước công chúng tốt hơn hết là ông tập cận bình phải chủ động bắt giữ ông Giang Trật Dân và ông Tăng Khánh Hồng để mà trả lại công bằng cho những cái oan hồn khi xưa. Sau đó ông ta phải giải thể Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và chỉ có như vậy thì ông ta mới bảo toàn được cái sinh mạng và tránh bị rơi vào cái thảm kịch mất mạng. Mặc dù vậy thì cái thời gian dành cho ông Tập cũng đã không còn nhiều. Vào ngày 21 tháng 3 thì Tổng thống hoa kỳ ông donald trump cũng đã công khai bày tỏ quan điểm thất vọng và không hài lòng đối với cộng sản trung cộng có liên quan đến sự việc che giấu vi khuẩn vũ hán khiến cho cái dịch bệnh này nó lây lan khắp mọi nơi sau đó lại à, vu khống cho quân đội hoa kỳ đã gây ra cái cơn đại dịch này điều này ám chỉ với cái lời khen ngợi của ông tập cận bình vào đầu tháng và một cái liên quan đến cái tính minh bạch trong cái sự việc giải quyết dịch bệnh tại Trung Cộng. Đó là do Tổng thống Trump đã cả tin mà thôi. Và không rõ thưa quý vị, ông Tập Cận Bình có nhận thức được cái sự việc thay đổi này trong cái thái độ của ông Tổng thống Trump hay là không? Đây là cái câu hỏi bỏ ngõ dành cho ông Tập Cận Bình để mà trả lời. Cái điều thứ hai, điều này đã hàm nghĩa có thể ông Tập Cận Bình đang đứng trước cái nguy cơ cứu của công pháp quốc tế cái cơn dịch bệnh này nó đã tấn công 196 quốc gia trên toàn thế giới. Và các quốc gia có thể sử dụng cái quy định y tế quốc tế được là được, được được tạo ra vào năm 2005 về cái vấn đề mà World Health trên toàn thế giới và để mà kiện Đảng Cộng sản Trung Cộng thì thưa quý vị cái bản báo cáo nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà chính phủ Trung Cộng hành động sớm hơn 3 tuần lễ thì cái trường hợp lây nhiễm vi khuẩn trên toàn cầu nó có thể giảm được lên đến 95 nhưng vì Đảng Cộng sản Trung Cộng họ đã che giấu cái dịch bệnh này đã khiến cho toàn thế giới mất đến 2, từ 2 cho đến 3 tháng trời cái thời gian để mà ứng phó. Điều này nó gây ra những cái tổn thất to lớn không thể nào mà cứu vãn cho được. Và ông Tập Cận Bình là người nguyên thủ quốc gia cho nên ông ta phải chịu đựng cái trách nhiệm chính hơn nữa. Cái điều số 1 của Công ước Liên Hợp Quốc về sự việc cấm võ khí sinh học có tên là The Biological Weapon Convention quy định rằng trong tất cả mọi trường hợp, một quốc gia không được mua và tàng trữ vũ khí sinh học. Đảng Cộng sản Trung Cộng đã không thông báo kịp thời và à, họ không có xác minh thực tế về cái tình hình dịch bệnh cũng như là họ không xác định được cái nguồn gốc của vi khuẩn vũ hán. Thì những cái điều này nó thuộc vào cái tội tàng trữ vi khuẩn và trong cái tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông Tập Cận Bình phải bị truy tố. Điều thứ ba, thưa quý vị, điều này cũng có ý nghĩa là ông Tập Cận Bình với tư cách là người lãnh đạo của Cộng sản Trung Cộng vẫn phải bảo vệ đảng trong khi đang sụp đổ thực thi quyền lực của lãnh đạo Cộng sản Trung Cộng. Cho nên ông ta phải gắn chịu tội thế cho đảng Cộng sản Trung Cộng. Và ông ta cũng phải gắn chịu tội thế cho ông Giang Trạch Dân. Trong hơn 20 năm, ông ta đàn áp Pháp Luân Công, gồm cả các tội ác mổ cướp nội tạng vì trong cái giai đoạn mà ông tập uh, cầm bệnh uh, cầm quyền thì cái cỗ máy bức hại này nó vẫn đang hoạt động và thủ phạm bức hại vẫn ung dung tự tại cái hành vi bức hại này nó vẫn còn tồn tại và cuối cùng thì thưa quý vị cái dịch bệnh này nó như là nó có mắt vậy đó và cái uh, vi khuẩn này nó sẽ không bỏ qua cho uh, tất cả những kẻ tội phạm nào mặc dù ở cao tầng cách mấy ở bên trong đảng cộng sản trung cộng và cái bệnh dịch này rõ ràng nó đã nhắm vào đảng cộng sản trung cộng cũng như là các quốc gia, các tổ chức và những người nào mà thân cận đối với cái đảng Cộng sản Trung Cộng. Điều này nó có thể thấy rõ rằng các quốc gia hiện nay đang bị vi khuẩn Vũ Hán tàn phá nghiêm trọng nhất là tất cả các quốc gia rất là thân cận đối với đảng Cộng sản Trung Cộng như là Ý Đại Lợi, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hàn Quốc, thưa quý vị hàn quốc không chỉ thân với đảng cộng sản trung cộng mà họ còn nhiều lần từ chối biểu diễn của đoàn nghệ thuật shen yen và cho chúng ta thấy các quốc gia thân cận với đảng cộng sản trung cộng còn như vậy thì huống gì cái bộ máy hạt nhân của chính đảng cộng sản trung cộng gồm có các người quan chức cấp cao và lãnh đạo của đảng cách đây không lâu thì đã có hai cái trường hợp à, mổ ghép nội tạng trong giới chóp bu của cộng sản trung cộng nghĩa là nó có thể trong các giới quan chức cấp cao của Cộng sản Trung Cộng, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị hoặc là Ban Thường vụ của Bộ Chính trị hiện nay đã giải nhiệm hoặc là đang tại chức thì cũng đã có những cái trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn Vũ Hán thưa quý vị. Hoặc là có những người họ nghĩ rằng họ cần phải thu hoạch nội tạng sống để mà bảo vệ bản thân trong cái thời gian dịch bệnh này nó nổ ra. Và thưa quý vị, đây là một cái tội ác cực kỳ tàn bạo hiện nay đã thực hiện trong cái thời gian dài nhắm vào các người học viên của Pháp Luân Công và kể cả các người hung thủ giết người và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Nói tóm lại thưa quý vị, sau cái đại hội lần thứ 19 của Cộng sản Trung Cộng thì ông Tập Cận Bình, ông ta đã lún sâu vào cái sai lầm khi ông ta theo cái con đường bảo vệ đảng để mà bảo vệ quyền lực cá nhân cho ông ta. Và ông ta dung túng cho cái thế lực ông Giang chặt dân rơi vào cái con đường tội ác như ngày nay khiến cho nhân dân hiện nay đang rất là căm phẫn và trong cái bước đường cuối cùng của cái màn bi kịch nói trên thì ông tập không còn một cách nào khác ngoài sự việc phải bắt giữ ngay lập tức ông giang trạch dân và phải giải thể toàn bộ đảng cộng sản trung cộng thì mới có thể thoát khỏi cái vòng hiểm nguy đây cũng là cách mà bỏ đảng để mà giữ thân không còn một cái lựa chọn nào khác và cuối cùng thì cũng xin nói rằng rời bỏ hay là ở lại với đảng cộng sản trung cộng cũng là cái lựa chọn quan trọng của mỗi cá nhân và hy vọng mỗi người có một cái sự lựa chọn khôn ngoan cho bản thân của mình trước ngày mà các đảng cộng sản trung cộng này nó bị tan vỡ thưa quý vị